nâng lên mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men đánh ngàn thành tựu. Bạn ơi, tôn chỉ của chúng ta là gì? Phụng sự khách hàng bằng cả trái tim. Yes, tuyệt vời. Đói quá được ăn sáng này. Nào bây giờ chúng ta hãy ra để chào đón những vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay. Chim kêu trên nóc chuồng bò, sau đây điệu lý, câu hò, lời ca. Hà Nội có chợ Hàng Gia, còn thêm một món đó là bún thang. Dạ vâng, em bán bún thang thưa các sếp. Xin chào các sếp ạ, em là Trần Hoàng Long. Hiện tại em là co-founder của thương hiệu Một Buổi Sáng. Và đây là chị gái của em, là founder của thương hiệu Một Buổi Sáng ạ. Em mời các sếp lên thử cái món bún thang. Sáng chưa ăn sáng. Rồi, có mày quá. Các sếp còn lại có thể ngồi yên ở vị trí và bọn em sẽ phục vụ tận nơi. Hôm nay em xin mang đến cho các sếp một món ăn, đó là bún thang ít clean ạ. Ừ, thơm nha. Mời các sếp ạ. Có ghen tị không em? Rồi, hôm nay phải tôm rồi. Mọi người có ghen tị không? Muốn lên đây không có gì ghen tị đâu ạ, tại vì sẽ phục vụ tại bàn luôn ạ. Bún này cũng không phải là loại bún thường đúng không? Dạ, đây là bún gạo lứt ạ. Bún gạo lứt. Để mà miêu tả nó ngắn gọn thì nó như kiểu một cái món ăn dọn cỗ của gia đình vào ngày Tết ạ. Thường là sẽ được nấu vào ngày mùng 4 cho đến mùng 5 Tết, sau khi mà chúng ta đã quá ngán bánh chưng và ăn quá nhiều những cái đồ chiên rán rồi, thì đây là một cái món thanh mát. Mùi thơm nha. Dạ. Nước dùng rất thơm. Nước dùng này thì được làm từ tôm he khô. Nếu mà các sếp ăn được mắm tôm thì chúng ta cho một chút mắm tôm vào, nó sẽ rất là dậy cái mùi vị ạ. Em ơi, anh ăn mắm tôm mà em có để lại mắm tôm cho em. Dạ, anh để lại em. Anh rất ăn mắm tôm, mắm tôm. Dạ, thì anh có cho thêm một chút vào ấy ha. Ok, cảm ơn. Dạ. Như vậy thì bún thang là món chủ đạo của bên mình hả em? Dạ vâng ạ. Thực ra ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh rất là thèm bún thang đấy, nhưng mà kiếm được một cái chỗ ăn ngon mà đúng vị rất là khó. Dạ. Em đã mở ở Sài Gòn chưa? Em mở rồi ạ. Chắc em chỉ bán buổi sáng thôi à? Dạ không, em bán cả ngày ạ. Tại sao lại đặt tên là chào là Một Buổi Sáng? Em đặt tên là Một Buổi Sáng để mỗi khi mà ai mà đọc cái tên Một Buổi Sáng thì sẽ hỏi em là chỉ bán mỗi buổi sáng thôi à, và chúng em có cơ hội để trò chuyện thêm với người đó về cái lý do đó. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các sếp ạ. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Thương hiệu Một Buổi Sáng của chúng em là một cái thương hiệu được phát triển từ nền tảng gia đình. Ngày xưa thì bà em là gánh bún rong ruổi khắp các phố cổ Hà Nội. Với cái món bún thang này đã nuôi sống được bố em và các anh chị em lớn lên. Và cái truyền thống đó hàng ngày được tiếp nối cho đến đời bố em cũng kinh doanh ẩm thực. Đến đời em thì bản thân em là một diễn viên, chị em là một nhà tâm lý học. Nhiều khi tụi em tưởng là nó đã bị ngắt quãng rồi. Bố có chia sẻ rằng bố muốn mang cái món ăn của gia đình mình lan tỏa đến cho tất cả mọi người, và đặc biệt là bố muốn nó cũng là một cái món ăn được gọi đến như là phở hay bánh mì của Việt Nam. Bởi vì cái sự tinh túy của món ăn này, tụi em đã quyết định là tạm gác lại cái công việc của chị và em đồng hành cùng với chị để mà phát triển thương hiệu Một Buổi Sáng. Và em hy vọng rằng là vừa rồi khi mà các sếp ăn thì các sếp có thể cảm nhận được hương vị của gia đình em ở trong đó. Tôi thấy nước dùng thơm, khá ngon. Dạ. Thưa các sếp, hôm nay chị em đến đây kêu gọi 2 tỷ cho 15% cổ phần của công ty. Sau 2 năm kinh doanh thì bọn em cũng đã có một cái sự cải cách đổi mới là mang bún ít clean này vào trong menu. Nó cũng một chút một yếu tố nữa xuất phát từ giáo dục từ gia đình. Bởi vì bọn em được truyền cảm hứng rất nhiều từ bà nội. Bà nội em là người chăm sóc gia đình và bà em luôn nói rằng là ẩm thực cũng là một cách để chúng ta chăm sóc gia đình mình. Vậy thì chăm sóc thì quan tâm đến gì ạ? Quan tâm đến vị giác này và quan tâm cả đến sức khỏe nữa. Bọn em sẽ kêu gọi vốn để bọn em tập trung nhiều hơn vào cái menu healthy, chuyển các cái món ăn với hương vị truyền thống đấy nhưng mà tốt cho sức khỏe hơn. Thì bún thang gạo lứt này thì bao nhiêu?
Bây giờ bọn em vẫn đang bán cái món bún gạo lứt ít clean này bằng giá với cả bát bún thường ạ. Giá trung bình là 65.000. Ừ, thế thì margin lợi nhuận bị thấp đi nhỉ? Lợi nhuận sẽ thấp đi một chút ạ, bởi vì là cái giá thành của cái bún lứt nó sẽ cao hơn bún trắng một chút. Chỉ có một cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và một cửa hàng tại Hà Nội. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và hiện tại doanh thu một ngày chị là bao nhiêu? Trung bình một ngày một cửa hàng nó rơi vào 30 triệu ạ. 30 triệu thì bán được bao nhiêu tô? Ngoài những cái món bún này thì bọn em còn có những cái món ăn khác nữa. Tổng cộng bao nhiêu tô? Thì tổng lại thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 400 đến 500 suất ạ. Còn một ngày doanh thu 30 triệu là nhiều tiền lắm đó nghe. Dạ. Một tháng là 1 tỷ bạc á. Một ngày chị bán được 400 suất nhưng mà thấy cái cửa hàng chị nó vô cùng bé thế này sao chị bán được? Cái số liệu nào thống kê được một ngày chị bán được 400 tô? Bọn em còn có bán thông qua delivery ship nữa ạ. Bán thì tại là một tháng doanh thu chị là 900 triệu hay sao? Dạ vâng ạ. Doanh thu hai cửa hàng của bọn em là trên 1 tỷ ạ. 1 tỷ hay là 1 tỷ 9 nó khác nhau chứ. Dạ 1 tỷ là 1 tỷ. Nó sẽ rơi vào trung bình là khoảng tầm 1 tỷ 3 ạ. Cả hai cửa hàng. Của hai cửa hàng. Có những cái thời điểm một điểm cửa hàng của bọn em bán được đến 700 suất là cửa hàng ngoài Hà Nội. Số liệu ở đâu? Số liệu ở đâu? Bọn em có số liệu ở trên phần mềm có rõ ràng. Có phần mềm quản lý đúng không? Dạ, thì bây giờ chắc cứ rót vốn cho em thì số liệu nó sẽ rõ ràng hết ạ. Em không có nói sai. Ở cái thời gian đầu tiên á, khi mà em vận dụng chính những cái nền tảng mạng xã hội em có thì nó luôn thu về được một cái lượng khách rất là nhiều. Thậm chí cũng chia sẻ thẳng với các shop là có những hôm mà khách xếp hàng dài từ Hai Bà Trưng cho đến Phan Bội Châu luôn, là chỉ để thưởng thức một cái món xem là cái món của bạn Long Chu này như thế nào. Nhưng mà bọn em đủ sức để bọn em hiểu rằng đó chỉ là những lượt khách đầu tiên thôi. Và làm thế nào để có thể chinh phục được họ thì nó sẽ phải là rất nhiều vấn đề. Thì tại sao 9 tháng gần đây là cái doanh thu của tụi em đôi khi nó bị thấp hơn một chút xíu? Bởi vì là bọn em muốn thử xem là sau khi mà mình ngưng lại cái việc mà thương hiệu của mình phải đi đôi với Long Chun thì cái thương hiệu của mình nó sẽ đi về đâu, nó sẽ như thế nào. Em bắt đầu nhãn cái thời gian để em có thể đo được. Nói chung là cũng thụt giảm một cái lượng doanh thu. Với cái doanh thu là khoảng 900 triệu thì bọn em vẫn cảm thấy là cái lượng khách hàng quay lại của bọn em rất là nhiều. Một cửa hàng như vậy mà chị tỷ suất lợi nhuận chị tầm bao nhiêu phần trăm? Bọn em lợi nhuận 15% ạ. 15%? Dạ. Cũng có hết 3 quý rồi thì năm nay dự kiến mình doanh thu bao nhiêu? Lãi dòng là bao nhiêu? Với cái tỷ suất là 15% là lợi nhuận dòng đúng không? Dạ vâng ạ. Trong năm nay bọn em có bị giảm một chút ạ. Hai cửa hàng của bọn em thu về doanh thu là hơn 900 triệu ạ. Năm nay khi mà doanh số nó giảm thì cái biên lợi nhuận nó giảm xuống còn bao nhiêu? Nó dao động từ 12 đến 13% ạ. Vâng, dự kiến năm nay bọn em doanh thu được khoảng 10 tỷ. Chắc là lãi được khoảng 1.2 tỷ. Những cái chuỗi nó thành công như là phở 24 đi. Dạ. Cái gì mà sẽ rào cản vấn đề mà họ làm cái bún y hệt như em? Phở 24 là cái thương hiệu đã phát triển từ lâu đời rồi. Và hiện tại bây giờ người ta đang làm quá tốt cái hệ thống của họ rồi. Thì họ cũng không cần thiết phải phát triển thêm một cái món mới ạ. Ví dụ cái sản phẩm của em trở thành thành công, họ sẽ muốn làm y hệt như em. Cái gì mà rào cản họ không làm việc này được? Với những cái công thức gia truyền và nó còn bao hàm cả những cái trải nghiệm khách hàng của bọn em nữa. Thực sự thì mình nghĩ là với một thương hiệu còn mới và số cửa hàng còn chưa nhiều ấy, dạ, thì cái việc mà đối thủ cạnh tranh chưa phải là vấn đề quá lớn. Dạ. Bởi vì thị trường còn quá rộng. Nhưng mà mình nghĩ là cái quan trọng nhất với thương hiệu của bạn bây giờ ấy là phải định vị rất là rõ nhóm khách hàng mục tiêu và liệu mình đã bám sát được cái nhu cầu của họ chưa với những cái sản phẩm mình cung cấp. Trước đây thì bọn em cũng có nấu bún thang ở nhà cho bạn bè của Long, các bạn ấy ăn thì các bạn bảo ô, chưa bao giờ được ăn món này cả. Thế thì bọn em mình nghĩ là thế tại sao mà cái giới trẻ lại không biết món bún thang là gì? Trong khi đó thì món bún thang rất ngon đúng không ạ? Rất là tinh túy. Thực sự là phải nói đây là một cái sự khát vọng rất là lớn. Đây là một cái hương vị đáng để tự hào và đáng để đem ra cho mọi người cùng thưởng thức ạ. Mẹ tôi người Bắc và bố tôi người Nam cho tôi rất là thích những cái đặc sản Hà Nội. Cũng như là phở đi. Tôi sống bên Mỹ, phở và bánh mì thì rất là nổi tiếng. Thì tôi đang suy nghĩ là cái ngày nào đó cái bún thang này có thể qua Mỹ được không? Cái chiến lược gì bạn đang làm mà có thể là thuyết phục được các shop là bún thang sẽ là trở thành một cái món ăn rất là nổi tiếng. Bọn em rất là mong muốn được mang cái món bún thang này vào cái bản đồ ẩm thực của thế giới, kể cả. Mình đang hỏi về chiến lược thì dạ, bạn cứ tập trung vào cái chiến lược đi. Dạ vâng. Trong cuối năm nay bọn em sẽ đầu tư vào hệ thống bếp tổng, sản xuất tất cả những cái món ăn của bọn em tại một bếp tổng ạ, và đầu tư thêm những cái điểm bán hàng vệ tinh. Bếp tổng Central Kitchen. Dạ. Và bọn em sẽ share ra các cái điểm bán vệ tinh. Bọn em đã mở tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 năm. Khách hàng miền Nam ạ, người ta quay trở lại quán rất là nhiều hơn là khách hàng miền Bắc. Ví dụ như trường hợp phở 24 thì họ cũng đã khởi nghiệp đâu cũng đó gần khoảng 20 năm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là món ăn truyền thống của Việt Nam khi mà scale lên thành chuỗi sau một thời gian đều có gặp một số vấn đề. Không phải là vì họ làm không tốt
mà có thể là do là ngay tại địa trường thị trường Việt Nam đã có quá nhiều cái đối thủ cạnh tranh nhỏ, đó chính là các bà các cô ở ngoài đầu ngõ. Thì bạn đã lường trước đến cái rủi ro đó hay chưa? Trước đây thì bọn em cũng có nghĩ ạ, đâu đâu cũng thấy bún, đâu đâu cũng thấy phở. Nhưng mà bọn em thấy rằng là có một cái điểm là gì ạ? Là chưa ai làm thương hiệu về món bún thang cả. Tôi phản biện cắt ngang một chút. Một cái sai lầm là mình làm thứ mà mình muốn làm, chứ chưa chắc đã làm cái thứ mà thị trường cần. Bạn đưa ra một cái nhận định, chưa ai làm thương hiệu của món bún thang. Nhưng bạn cũng cần đặt ngược lại là liệu thị trường có cần một cái thương hiệu bún thang hay không khi mà... Không, cái này cho mình bênh các bạn một chút là thực sự là thị trường có cần anh Bình ạ. Ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì rất là muốn tìm một quán bún thang ngon, đúng vị và mọi thứ ổn để ăn nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây anh Bình là làm một hai cửa hàng đông khách ngon, hot, mình chăm chút cho nó chi tiết thì ok, sống được, sống khỏe, sống tốt. Nhưng mà để các shark đầu tư thì phải làm một cái thương vụ mà scale được và hệ thống được và sẽ có thị trường lớn. Thì cái đó là cái mà các shark chưa nhìn thấy. Các shark hỏi rất nhiều cái khía cạnh từ sản phẩm cho đến thương hiệu cho đến định vị thị trường. Thực ra là đang muốn cố gắng tìm hiểu xem cái long mạch của các bạn, điểm chính nó nằm ở đâu. Thì cái tôi nghĩ là cái hạt nhân long mạch của các bạn nó nằm ở cái bạn này này. Cũng chia sẻ thật với các shark là em cũng rất tự tin về cái việc là em có thể làm marketing cho cái thương hiệu của mình. Khả năng khách đến với tụi em rất là cao. Mà quan trọng nhất ở đây là bố mẹ em hay bảo là nếu mà con muốn giỏi á, hoặc là con muốn phát triển được thì con phải chơi với những cái người giỏi và những người giàu. Nhưng mà có một sự thật là những người giỏi, những người giàu thì họ chưa chơi với em. Vâng, và đây nó là một cái lý do để em có thể đứng đây, để em có cơ hội được chơi với những người giỏi hơn mình và giàu hơn mình, để có thể học hỏi được cái hướng đi hay là tất cả mọi thứ. Thì cái này em chia sẻ rất thật lòng là như vậy ạ. Anh thấy em rất có duyên, anh muốn chơi với em. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà bạn offer 15%, tại sao một cái số mà nó xứng đáng hơn, cũng như là 36%, một số tiền lớn hơn. Bọn em đã đầu tư vào hai cửa hàng này là 4 tỷ ạ. Và vốn điều lệ của chúng em bây giờ đang là 1 tỷ, đã góp đủ. 1 tỷ đã góp đủ hả? Dạ, góp đủ ạ. Ok, là đã tiêu hết chưa? Tiêu chưa hết ạ, vẫn còn ạ. Vẫn công ty vẫn có lãi. Dạ vâng, công ty bọn em vẫn có lãi ạ. Tức là có lập công ty chưa? Hay dạ bọn em có lập công ty ạ. Bọn em là công ty cổ phần MBS Việt Nam. Nhiều công ty kiểu gia đình không có hạch toán những cái đóng góp cũng như là lương thuê mặt bằng hay là của nhà mình hay là trả tiền cho bản thân mình hay là những người thân của mình. Mà khi có kiểm toán thì nó trở thành lỗ, thì bạn có hạch toán đầy đủ không ạ? Dạ có ạ. Em đứng là quản lý chính của cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh thì lương em đang trả cho em là 20 triệu. Phía bên ngoài kia thì cũng có một em trong gia đình quản lý thì lương của bạn ấy cũng là 20 triệu. Hiện tại thì bọn em đã hạch toán cụ thể và rõ ràng, bởi vì cũng chia sẻ thật với các shark là chồng em thì là người có kinh nghiệm 20 năm làm kế toán trưởng. Cho nên bọn em cũng rất là rõ ạ. Và mẹ chồng em lại còn là nhân viên thuế nữa. Riêng có em ở trong hệ thống này em không có lương ạ. Nhưng mà em tình nguyện làm với cả cái hệ thống này không có lương trọn đời ạ. Bởi em vì có nó... cổ phần không ạ? Dạ có chứ ạ. Không có lương thì cũng phải có cổ phần chứ, nếu không thì cũng hơi phí thời gian. Cơ cấu cổ phần của hiện nay của công ty là như nào? Em là người chiếm cổ phần lớn nhất là 50% ạ. Long Chun là 35% ạ. Còn lại là của cũng hai người em trong gia đình nữa. Không, thực ra thế là rất là đáng khen rồi, bởi vì em cũng thấy là hầu hết các công ty gia đình thì có thể là đâu đấy mình hạch toán theo cách là cũng theo cách gia đình thôi. Nhìn các thị trường như là Hàn Quốc hay là Mỹ chẳng hạn thì những cái món ăn như bún thang thì mình có thể là sẽ rất có tiềm năng ở những thị trường như vậy. Với cái business của mình, tôi nghĩ là hoặc là mình đi theo chiều rộng hoặc mình đi theo chiều sâu. Chiều rộng là khi mình làm một cái cửa hàng một buổi sáng như vậy, người ta cứ nghĩ ăn sáng là người ta nghĩ đến một buổi sáng. Người ta ra đó người ta có thể ăn bún thang, người ta ăn xôi hoặc là người ta ăn bánh mì, người ta ăn cái gì cũng được nhưng mà là ăn sáng. Thì đấy là mình đi theo cách chiều rộng. Hoặc đi theo chiều sâu là mình chỉ tập trung vào một cái món mà mình đang làm rất tốt, đấy là bún thang. Theo đấy nữa tôi nghĩ rằng là cái cách mà khiến mình có cái nguồn doanh thu nó sẽ bền vững hơn, đấy là có thể là đến từ các thực khách nước ngoài nhiều hơn. Bởi vì các du khách nước ngoài hoặc là các cái thị trường nước ngoài ấy, thì họ sẽ rất là chuộng những cái món mà nó truyền thống. Vì Nick Chan chỉ tập trung vào đầu tư những công ty công nghệ, vậy nên là chúng tôi sẽ không đầu tư vào điều này. Cảm ơn Sát Thuệ Lâm ạ. Mình nói thiệt, mình vẫn chưa nhìn thấy được cái câu chuyện để mà làm nên cái một cái thương hiệu mà thành công. Ngồi đóng góp của bạn đó là TikToker nổi tiếng, còn riêng về sản phẩm này là mình không đầu tư. Và chúc mọi người thành công trong tương lai. Bản thân mình thì cũng rất là thích cái startup này. Thấy được một cái sự chân thành và tử tế từ hai chị em và cũng rất là đáng yêu. Rồi một cái truyền thống từ gia đình, truyền thống từ món ăn đặc trưng của người Hà Nội. Mà bản thân mình cũng là một người đi xa Hà Nội thì cũng rất là nhớ cái món ăn này. Cho nên là dành rất nhiều tình cảm cho startup của các bạn. Cái business này có một cái tiềm năng để có thể trở thành một cái business tốt.
nhưng mà để mà nó thành một cái chuỗi lớn và có cái tiềm năng để scale đủ sức hấp dẫn với mình thì mình chưa thấy. Cho nên là với cái điều này có lẽ là mình sẽ không đầu tư. Dạ, cảm ơn Sát. Dạ, cảm ơn Sát ạ. Tôi thì có một chút kinh nghiệm đầu tư tương đối nhiều ở Việt Nam và Mỹ về vấn đề F&B và những chuỗi nhà hàng. Ví dụ như Phở 24, ví dụ như Dì Mai, ví dụ như San Fulu. Ở nước Mỹ, Nam Cali thì chúng ta đầu tư vào, đang nhìn vào hệ thống KEI Concept, một cái chuỗi nhà hàng một năm cũng cả $100 triệu mà của người Việt Nam. Hay là Phở Hà Nội, miền Bắc ở San Jose cũng một năm cũng 20-30 triệu đô. Nói chung là tôi nhìn vào cái này rất là nhiều và tôi rất là thích. Nhưng mà ngành F&B thì rất là cạnh tranh, khốc liệt. Tôi có một cái danh sách những cái đặc sản, tôi muốn ăn bún riêu ở đâu, tôi muốn ăn ốc ở đâu, tôi muốn ăn chả cá Hà Nội, muốn chả vân vân. Thường thường các shop sẽ mong muốn đầu tư vào cái gì nó lớn hơn, nó phù hợp hơn cái tầm nhìn. Khi bạn kêu gọi 2 tỷ thì tương đối nó không có nhiều lắm. Kêu gọi từ gia đình cũng được, kêu là friends and family đó. Tôi sẽ muốn ủng hộ bạn theo cái hướng mà tôi thăm, nhưng mà rất là khó nếu mà đầu tư vào để mà phát triển cái gì nó vĩ đại hơn rồi tôi sẽ không đầu tư. Cảm ơn Sát ạ. Thực ra em có 2 tỷ ạ, nhưng mà em cũng không cần phải kêu gọi từ đâu hết. Nhưng mà đấy, cái điều mà cốt lõi mà tụi em cần nhiều hơn đó chính là hỗ trợ, đó, tư vấn, cái... chiến lược. Vâng. Có long mạch rồi, rồi thì thiếu gió đông. Dạ, yeah. Đúng không? Rồi xác mình làm gió đông cho bọn em. Trường phái đầu tư của tôi muốn tìm các startup mà có rủi ro cao nhưng mà cái tiềm năng tăng trưởng rất cao. Tức là 90% là khả năng sẽ chết mất tiền, nhưng mà một khi mà rơi vào 10% khả năng sống ấy, ăn gấp thép lên 10 lần, 20 lần, thậm chí có một số trường hợp có thể 100 lần. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái danh mục gọi đầu tư, gọi là đầu tư sở thích. Tức là mình thích thì mình đầu tư thôi. Sở thích thì sở thích nó cũng phải ra tiền. Thì tôi đánh giá các startup của bạn ấy có thể ra tiền. Thế còn lớn được đến đâu, scale thành chuỗi được hay không ấy, thì nó lại là phải có cả một chiến lược đầu tư rất là bài bản. Tôi biết bạn Long là bạn có khoảng gần 7 triệu follower, gần 200 triệu lượt thích. Đó là một cái lứa nghệ sĩ kiểu mới. Tôi nhìn thấy cái long mạch đó ở các bạn. Sản phẩm tất nhiên là phải tốt rồi. Và chúng ta bắt đầu điều hướng một cách rất khôn khéo, khéo léo để làm sao cho như bạn Long nói là không để bị cái hiện tượng là người ta đến người ta thử quán của Long Chun một lần xem như nào. Chỉ một lần thôi thì như vậy là chúng ta sẽ rất là lãng phí. Thì chính vì vậy nên là tôi đầu tư 2 tỷ đó, nhưng mà cho 36% cổ phần. Cộng với nếu mà trong tương lai mà công ty phát triển tốt và có nhu cầu thêm vốn để xây dựng nhà máy, nhà xưởng, mở thêm các điểm bán mới, tôi sẽ cho vay vốn, tức là gọi là lãi suất ưu đãi của cổ đông, để chúng ta không cần phải lo gọi vốn, để chúng ta có thể tập trung vào việc phát triển công việc kinh doanh của mình. Chắc mình có thể cho hai chị em khoảng 2 phút để hội ý một tí được không ạ? Bạn rất duyên lên mạng. Nhưng mà Long Chung khá là nổi mà, không thấy khá nổi. Nhưng mà đúng là phải 35% cổ phần. 20 lần nhưng cam kết, sếp nói gì cũng nghe. Viết giấy cam kết bây giờ là số bao nhiêu? Bây giờ số 30, 25. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Em cũng muốn deal lại với Sát Bình một chút xíu. Đó là tụi em hy vọng là sếp sẽ đầu tư 2 tỷ cho 30% và em sẽ viết giấy cam kết là sếp có toàn quyền lời nói trong công ty em, chứ không cần phải đến 36% mới có lời nói ạ. Và sẽ cam kết đi đến cùng ạ. Dạ vâng, đương nhiên là cam kết đi đến cùng, với nên nó là một cái em ấp ủ rất là lâu ạ. Ok, thế thì với con số 2 tỷ cho 30% cùng với các cam kết của bạn Long, tôi đồng ý. Cảm ơn các Sát ạ. Cảm ơn cái sự chân thành của bạn. Chứ bạn nói về lương bổng rất là cảm ơn. Chân thành. Dạ, cảm ơn các Sát. Hôm nay tranh thủ đến đây cho em xin vía các Sát được không? Cảm ơn rất nhiều. Bố ơi, cuối cùng con cũng đã được chơi với người giàu rồi. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn các Sát rất nhiều ạ. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Ui, xong rồi. Chào chị Tiên. Hi. Chào chị Tiên. Chào Long, chào chị Trà. Chào Tiên. Wow, nói chung là những cái giây phút lo lắng hồi hộp. Cảm ơn các em nha, cảm ơn các bạn rất nhiều.
cái gì đây? Cái này có phải là bún thang không ạ? Cho Tiên ăn thử. Ăn thử đó. Yes. Ui. Bún thang. Rất biết là... cho người khác luôn. Vậy là anh với chị nghe tiếng lòng của em đó. Đúng. Nãy giờ em nghe pitching mà em thèm xỉu luôn. Khi mà nhận được thông điệp mà Thủy Tiên phát ra vũ trụ là vũ trụ đẩy đưa là mình sẽ đẩy tô bún vô liền. Vậy thì anh đẩy em tô bún, em đẩy anh hai chai bia. Hai chơi yes. luôn. Hai chai bia. Lúc này đang rất cần. Yeah. Ăn mừng chiến thắng nha. Chúc mừng mọi người. Chúc mừng. Đây là lần đầu tiên mà em được ăn bún thang. Trời em ơi. Em ghé trời Hà Nội rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa có dịp nào được thưởng thức bún thang hết. Hồi nãy Tiên nghe Long nói là một tháng chuẩn bị rồi để mà mình trình diện trước sắc những cái mà mình đã đến. Thật ra là một tháng đấy là một tháng lo lắng, vật vã, đau đớn, khổ sở. Là bởi vì là mình làm nghề thì mình sẽ mạnh về những cái khía cạnh khác như kiểu là sử dụng những cái hình ảnh mà bản thân đã gây dựng để mà đem đến những cái điều tốt nhất cho khách hàng và giới thiệu cho khách hàng biết đến thương hiệu của mình. Thì mình có những cái thế mạnh riêng của mình. Tuy nhiên thì cái thế mạnh về những con số hay là kinh doanh hay là nó quá chi tiết, hoặc là bởi vì những các shark ở đây đều là những cái người mà đầu tư rất là lớn, cho nên là mình sợ là cái business của mình không đủ lớn để họ có thể đầu tư và đồng hành cùng với mình. Nhưng may quá thôi, cuối cùng thì cái kết quả cũng là Shark Bình cảm nhận được một cái long mạch từ mình và Shark đẩy gió đông vào đó thì chúng ta sẽ cùng bùng nổ. Trước khi mà Shark Bình thổi gió đông á, là mình có tới 4 Shark là từ chối cái deal của mình, thì không biết rằng là lúc đó mình cảm giác ra sao chứ. Chứ gặp em là lúc đó là em cũng run quá nha, em run lắm luôn á. Thật ra thì lúc mà các Shark từ chối thì cũng buồn, cũng có buồn trong lòng, để mình đã kiểu đã rất là hồi hộp rồi ấy, thế rồi cũng buồn. Nhưng mà suy cho cùng ấy thì tất cả những cái góp ý của Shark ấy nó cũng rất là giá trị với mình để mình có thể đi tiếp cái hành trình tiếp theo. Khi mà các Shark từ chối thì bản thân mình đứng như thế thì mình cảm thấy rất là kiểu quê á, bị quê á. Thế em thấy bình thường thì rõ ràng là bình thường, nhưng mà ở đâu đó mình cũng kiểu rất là cố gắng để mình kiểu nói là không, cái business này giống như Long nói là em chỉ có một trái tim yêu thương thôi. Long nói với cả các Shark như vậy. Thế nhưng mà với cái tình yêu nồng cháy cho việc đem ẩm thực Việt Nam lan rộng nó, thì cuối cùng thì Shark Bình cảm nhận được cái điều đó. Cho nên là những sự từ chối của các Shark thì cũng buồn, nhưng mà nó cũng góp phần làm cho cái sự gật đầu của Shark Bình làm cho mình kiểu có một cái cảm xúc bùng nổ. Mọi người nói về đồ ăn mà em cảm thấy là có niềm đam mê mãnh liệt, bây giờ em muốn nếm thử lắm luôn. Tiên nếm đi, Tiên là nếu mà Tiên ăn được mắm tôm thì Tiên có thể cho mắm tôm. Cho một tí mắm tôm vào. Đúng rồi, sẽ rất là dậy mùi. Cái món này rất là hợp với cả mắm tôm luôn, rồi, rất là dậy mùi, nước lèo. Rồi, mình có thể ăn một miếng bún với một vài sợi trứng, giò. Em thấy trong đây là bún gạo lứt nè. Đúng rồi, tại vì biết Tiên là người là hay phải walk hay là hay phải đi những sự kiện. Nhiều khi kiểu quá. Hoa hậu, Á hậu là ăn uống rất là kiểu phải nghĩ nhiều. Phải kiêng, rồi phải kỹ nè. Mà thấy là ăn heo thì em thấy thích rồi. Mê nha. Tiên là tệp khách hàng của mình đó chứ. Đúng rồi, em là đúng tệp khách hàng của một buổi sáng luôn ấy. Ngon nha. Nói chung là chúc mừng nhau bởi vì là mình đã bơi qua được một cái đoạn đường mà mình nghĩ là mình sẽ chết đuối ở giữa đường. Chúc mừng trước đi. Chúc mừng trước đi. 2, 3, cheers. Chương trình xin được gửi tặng mọi người một kỷ niệm chưa đến từ Casper. Dạ, và còn một phiên bản Tết đặc biệt đến từ Casper. Ồ. Giờ về là nâng ly là kịp luôn, nâng ăn mừng liền. Nói chung là cảm ơn Thủy Tiên, cảm ơn chương trình Sắc Tanh, và đặc biệt là cảm ơn Biên Casper đã có những cái phần quà rất là tuyệt vời như thế này. Yes. Nhìn thôi là tụi mình đã muốn chill rồi. Tiên sau hôm nào qua mà quán chúng mình nhất định phải qua nha. Chúng mình qua quán nhau nha. Yes. Ok luôn. Và mời cả ekip luôn, toàn bộ ekip nha. Pocha Pacho nha. Pacho Pocha. Pacho Pocha. Pacho Pocha. Và một buổi sáng. Nâng ly mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.